nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, Trung tâm ứng dụng Đông Phương Pháp trân trọng gửi tới quý khách hàng chương trình ưu đãi vạn lời tri ân với các ưu đãi hấp dẫn dành cho các anh hùng dân tộc, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Đồng thời tạo điều kiện thêm cho nhiều quý khách hàng được tiếp cận với phương pháp y học cổ truyền không dùng thuốc, xu hướng mới của thế kỷ 21. Chương trình bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2019. Thời lệ chương trình giảm 80% dịch vụ vật lý trị liệu cho người có công với cách mạng. Miễn phí khám bệnh tại trung tâm ứng dụng Đông Phương Pháp, giảm ngay 25% khi mua liệu trình 7 buổi đối với châm cứu, bấm huyệt và 5 buổi kế chỉ, giảm 30% khi mua liệu trình 10 buổi châm cứu, bấm huyệt hoặc 7 buổi kế chỉ, tăng thẻ giảm giá 10% cho liệu trình sử dụng sau đối với khách hàng mua liệu trình từ 10 buổi trở lên. Đặc biệt, đối với quý khách hàng giới thiệu khách hàng mới tại trung tâm sẽ được tặng 1 buổi châm cứu hoặc xoa bóp bấm huyệt. Ngoài ra, trung tâm còn áp dụng các chương trình khuyến mại cực lớn, tăng thẻ chăm sóc sức khỏe trị giá 300.000 đồng, tăng ngũ vị danh trà, mát gan giải độc. Liên hệ ngay hotline 024-6687-3434 hoặc truy cập website dongphuonghipap.com để biết thêm thông tin chi tiết. Trung tâm ứng dụng Đông Phương Y Pháp, chữa bệnh không dùng thuốc, hiệu quả điều trị cao, an toàn tuyệt đối, xu hướng điều trị bệnh của thế kỷ 21.